Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin pháp lý trên kênh Luật Pháp Trị. Tôi là Thủy Linh và sau đây là vấn đề của ngày hôm nay. Làm thế nào để Trương Mỹ Lan nuốt 11% GDP Việt Nam? Bao nhiêu quý vị đang xem video có thể đọc được con số này? Đây chính xác là 1.066.000 tỷ đồng. Số tiền mà bà Trương Mỹ Lan đã rút ruột ngân hàng SCB trong vòng 10 năm từ năm 2012 tới năm 2022. Để dễ hình dung, nếu như GDP Việt Nam năm 2022 là khoảng 409 tỷ đô, thì con số hơn 1 triệu tỷ đồng là gần 44 tỷ đô, chiếm tới 10,7% GDP cả nước, tức là trung bình mỗi năm bà Lan rút ruột hơn 1% GDP của nước ta. Có thể nói đây là một con số thật sự kinh hoàng, khi chưa bao giờ, chưa một vụ án kinh tế nào mà người ta lại phải dùng GDP để ước tính với thiệt hại mà nó gây ra như vụ việc này. Vậy Trương Mỹ Lan đã làm thế nào để nuốt gần 11% GDP Việt Nam, gây lũng loạn nền kinh tế cả nước? Và liệu người phụ nữ tham vọng này sẽ phải đối mặt với hình phạt nào của pháp luật? Tất cả sẽ có trong bản tin pháp lý ngày hôm nay. Khi nhắc tới năm cái tên Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Bá Dương, Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang, chắc hẳn ai cũng biết họ đều là những tỷ phú đô la lớn nhất Việt Nam hiện nay. Nhưng thật bất ngờ, tổng giá trị tài sản của cả 5 vị tỷ phú này cộng lại mới bằng số tiền mà Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan rút ruột đồng bào ta trong 10 năm từ năm 2012 tới năm 2022. Bằng cách nào mà bà ta có thể thâu tóm được cả một ngân hàng và nuốt gần 44 tỷ đô? Trương Mỹ Lan sáng lập Tập đoàn Vạn Thịnh Phát năm 1992 với một bệ đỡ khủng khi chủ tịch sinh ra trong gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng nhanh chóng sở hữu đất vàng, những siêu dự án. Tuy nhiên, chưa một lần niêm yết trên sàn chứng khoán. Đời tư của gia tộc họ Trương cũng như Trương Mỹ Lan vẫn là dấu chấm hỏi với truyền thông. Giờ đây thì bức màn bí ẩn đấy đang dần được hé mở. Vụ án này được đưa ra dư luận vào tháng 10 năm 2022 với thông tin bà Trương Mỹ Lan cùng đồng bọn là lãnh đạo cấp cao của ngân hàng SCB và công ty chứng khoán Tân Việt bị bắt làm rúng động cả nước. Theo kết luận điều tra, hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát có tới hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên với nhiều tầng lớp và hàng trăm cá nhân, pháp nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật hoặc người trong gia tộc họ Trương. Vạn Thịnh Phát sẽ giữ vai trò trung tâm kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Hệ sinh thái này gồm 4 nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau. Một là nhóm định chế tài chính, nổi bật là ngân hàng SCB. Hai là nhóm công ty kinh doanh tại Việt Nam, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn. Nhóm thứ ba là các công ty ma tại Việt Nam để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư dự án, vay vốn ngân hàng và đáo hạn. Cuối cùng là mạng lưới công ty ở nước ngoài, nơi được mệnh danh là thiên đường thuế. Nhóm này giữ nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý tài sản của bà Lan ở nước ngoài. Sự việc bắt nguồn từ năm 2012, khi bà Lan nhanh chóng thâu tóm và hợp nhất 3 ngân hàng thương mại cổ phần. Ngân hàng Thương mại Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB hiện nay, với mục đích lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn phục vụ hệ sinh thái của mình. Tính đến năm 2022, SCB có vốn điều lệ hơn 15.000 tỷ đồng. Dù không trực tiếp nắm quyền điều hành, nhưng bà Lan sở hữu tới 91,5% cổ phần dưới danh nghĩa của 27 pháp nhân, cá nhân và trở thành nữ hoàng có quyền lực chi phối cả ngân hàng này. Để thuận tiện cho việc rút ruột SCB, bà Lan đã tuyển chọn những người thân tín có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng để nắm giữ vị trí chủ chốt, trả lương từ 200 triệu đến nửa tỷ. Từ đó, bà dễ dàng dùng SCB để huy động vốn, sau đó chỉ đạo người tại ngân hàng lập khống hồ sơ nhằm thực hiện hóa khoản vay để rút tiền. Chỉ trong 5 năm, từ năm 2012 tới năm 2017, bà Lan đã rút ruột SCB hàng trăm nghìn tỷ. Điều đáng lên án hơn nữa, đây được xác định là tiền của người dân và khách hàng gửi tại SCB. Tính tới thời điểm bà Lan bị bắt, SCB có hơn 1.200 khoản vay, dư nợ 677.000 tỷ đồng. Trong đó có 483.000 tỷ đồng dư nợ gốc và 193.000 tỷ đồng tiền lãi. Các khoản nợ này đều không có khả năng thu hồi. Bà Lan đã thành lập hàng nghìn công ty ma,
thuê hàng nghìn cá nhân đứng tên khách hàng vay vốn nhằm chia nhỏ khoản vay qua hệ thống kiểm tra dư nợ CIC. Tổng số tiền SCB đã giải ngân cho bà Lan lên tới 1 triệu tỷ đồng, ước bằng 11% GDP của nước ta. Số tiền giải ngân được chuyển vào các công ty ma rồi chuyển lòng vòng, cuối cùng rút tiền mặt để cắt đứt dòng tiền, tránh bị truy vết. Bên cạnh đó thì để vay được nhiều, bà Lan còn đưa tài sản đảm bảo không đủ điều kiện pháp lý, nâng khống giá trị, thậm chí còn thành lập đơn vị thẩm định riêng để phục vụ nhóm bà Lan. Theo thống kê thì 93% lượng tiền mặt của SCB là để cho bà ta vay. Đương nhiên, những sai phạm của bà Lan cùng với Vạn Thịnh Phát không thể qua mặt được cơ quan chức năng. Nhưng khi bị ngân hàng nhà nước thanh tra, bà Lan nhanh chóng dùng rất nhiều tiền để bịt mắt che tay 18 cán bộ trong đoàn công tác đó. Cụ thể, tháng 8 năm 2017, một đoàn thanh tra liên ngành của ngân hàng nhà nước đã được cử xuống thanh tra hội sở và 12 chi nhánh của SCB. Sau 45 ngày thanh tra, đoàn phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động của ngân hàng này, nhưng không biết vô tình hay cố ý, ba thùng xốp xếp 5 triệu đô la ngay lập tức được ship tới tay Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Đỗ Thị Nhàn, khi ấy là trưởng đoàn thanh tra ngân hàng SCB. Sau đó, quan bà tuy không có phép thuật nhưng vẫn có thể phù phép xóa mờ sai phạm của Trương Mỹ Lan và đồng phạm tại ngân hàng này. Qua thương vụ tỷ đô này, bà Trương Mỹ Lan đã được Việt Nam ta sánh vai với các cường quốc Nam Châu khi một bước ghi tên mình vào top 3 vụ lừa đảo tài chính lớn nhất thế giới, chỉ sau Bernard Madoff, cựu chủ tịch tập đoàn chứng khoán Nasdaq, và Jeff Kuling cùng với Kenneth Lay, lãnh đạo tập đoàn Enron. Từ đó mới thấy nghiệp vụ của Công an Việt Nam đẳng cấp tới mức nào khi đã truy vết được dòng tiền mà bà Lan cùng với đồng bọn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để cố gắng cắt đứt. Khi vụ án được đưa ra ánh sáng, người dân vừa ngạc nhiên vừa thán phục khả năng phá án của các chiến sĩ C03. Rất mong Đảng, Nhà nước có khen thưởng xứng đáng, kịp thời với những cống hiến của các chiến sĩ trong vụ án này. 600 năm trước, để lên án tội ác của giặc Minh, Nguyễn Trãi đã viết hai câu thơ: "Độc ác thay Trúc Lam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa sạch mùi." Không biết nếu còn sống tới thời nay thì Nguyễn Trãi sẽ dùng những từ ngữ nào để miêu tả tội ác tài đình của người phụ nữ này gây cho nhân dân ta, bởi lẽ sức ảnh hưởng của nó là quá lớn khi làm lũng loạn nền kinh tế của cả một đất nước và kéo không biết bao nhiêu người vào vòng xoáy tội ác. Thậm chí, nói không ngoa là chúng còn ăn cướp trên mồ hôi xương máu của đồng bào ta. Vậy chế tài nào dành cho sự tham vọng, độc tài của người phụ nữ này? Ngày 17 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố bà Lan về tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Ngoài ba tội danh đã bị đề nghị truy tố, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu. Nhưng vì tính chất phức tạp của vụ việc, cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau. Đối với các tội danh, bà Lan đều vi phạm với khung hình phạt cao nhất. Cụ thể, ở tội đưa hối lộ, hành vi của bà đã thỏa mãn khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự với mức án lên tới 20 năm tù. Với tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng quy định tại khoản 4 điều 206 thì hình phạt cao nhất đang chờ bà Lan cũng là 20 năm tù. Đặc biệt, tội tham ô tài sản có khung hình phạt cao nhất ở khoản 4 điều 353 là tử hình. Như vậy, theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về tổng hợp hình phạt, trong vụ án này, bà Lan bị tuyên kịch khung các tội phạm đã gây ra. Rất có thể, bà sẽ bị khai trừ vĩnh viễn khỏi xã hội. Từng được ca ngợi như một chiến tướng trong kinh doanh, sánh vai với bà Nguyễn Thị Phương Thảo của Vietjet và bà Mai Kiều Liên của Vinamilk, một tay gây dựng nên gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam. Nhưng vì tham vọng và độc đoán nên giờ đây không chỉ Trương Mỹ Lan mà cả con cháu bà đang phải trả giá cho tội ác tày trời này mà gia tộc đã gây nên. Thật đáng tiếc cho cả một gia đình có tài mà không có đức. Vừa rồi là quan điểm của luật pháp trị về vấn đề này. Còn bạn có ý kiến ra sao? Hãy comment phía dưới cho chúng tôi biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.